Nghi 6 người Việt qua đời trong khách sạn ở Bangkok, Thủ tướng Thái Lan chỉ đạo khẩn. Theo cập nhật mới nhất từ tờ báo Bangkok Post, cơ quan điều tra Thái Lan xác định trong số 6 người qua đời có 2 người Việt mang quốc tịch Mỹ và 4 người mang quốc tịch Việt Nam. Cảnh sát địa phương đã nhận được tin báo cáo vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều ngày 16 tháng 7. Tại đây, lực lượng chức năng tìm thấy 3 người đàn ông và 3 người phụ nữ qua đời trong phòng khách sạn không có dấu hiệu bị tác động vật lý. Hành lý của nhóm người này được tìm thấy gần cửa trước. Được biết, cảnh sát đang trích xuất camera giám sát và thẩm vấn các nhân chứng để thu thập manh mối. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã ra lệnh cho cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc một cách nghiêm minh, thận trọng, nhanh chóng, hạn chế mọi ảnh hưởng tới khách du lịch. Trước đó, dẫn lời một quan chức cảnh sát Thái Lan giấu tên cho biết 6 người qua đời trong một khách sạn tại Thái Lan. Song, nguồn tin này bác bỏ thông tin được đăng tải trước đó trên báo Thái Lan cho rằng những người qua đời là nạn nhân trong một vụ xả súng. Không có dấu hiệu xả súng, quan chức này khẳng định nhưng không nêu chi tiết. Hiện, thông tin sự việc đang được tiếp tục cập nhật. Án mạng trong quán cà phê nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh, đôi nam nữ qua đời. Đến hơn 21 giờ đêm ngày 15 tháng 7, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ án khiến hai người qua đời. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, một đôi nam nữ khoảng 40 tuổi đi vào quán cà phê trên đường Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12. Sau đó, hai người này to tiếng, cự cãi với nhau. Người đàn ông bất ngờ dùng hung khí tấn công nhiều nhát vào người phụ nữ khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Sau khi gây án, người đàn ông này đã dùng hung khí tự tấn công mình. Hậu quả, cả nạn nhân và người đàn ông qua đời tại chỗ. Thời điểm này, một số người trong quán phát hiện vụ việc nhưng không thể ngăn cản vì diễn biến quá nhanh. Nhận tin báo, Công an quận 12 lập tức có mặt, phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, phối hợp khám nghiệm điều tra. Tại hiện trường, người đàn ông nằm gần người phụ nữ ở lầu 2 của quán. Cảnh sát yêu cầu người dân không được tụ tập, lực lượng an ninh trật tự cơ sở ở vòng ngoài, phân luồng, điều tiết giao thông. Người thân của nạn nhân sau đó cũng đến hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Án mạng trong quán cà phê nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh, đôi nam nữ qua đời. Đến hơn 21 giờ đêm ngày 15 tháng 7, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ án khiến hai người qua đời. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, một đôi nam nữ khoảng 40 tuổi đi vào quán cà phê trên đường Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12. Sau đó, hai người này to tiếng, cự cãi với nhau. Người đàn ông bất ngờ dùng hung khí tấn công nhiều nhát vào người phụ nữ khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Sau khi gây án, người đàn ông này đã dùng hung khí tự tấn công mình. Hậu quả, cả nạn nhân và người đàn ông qua đời tại chỗ. Thời điểm này, một số người trong quán phát hiện vụ việc nhưng không thể ngăn cản vì diễn biến quá nhanh. Nhận tin báo, Công an quận 12 lập tức có mặt, phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, phối hợp khám nghiệm điều tra. Tại hiện trường, người đàn ông nằm gần người phụ nữ ở lầu 2 của quán. Cảnh sát yêu cầu người dân không được tụ tập, lực lượng an ninh trật tự cơ sở ở vòng ngoài, phân luồng, điều tiết giao thông. Người thân của nạn nhân sau đó cũng đến hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Nữ giáo viên ở Lào Cai bị chồng dùng hung khí tấn công trọng thương. Theo như thông tin, vào khoảng 6 giờ 40 phút sáng ngày 16 tháng 7, tại tổ 20, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, anh MQT, sinh năm 1980, ở thành phố Lào Cai, xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị VTQT, sinh năm 1994, cùng ở thành phố Lào Cai. Sau đó, anh T đã cầm hung khí tấn công vợ mình trước số nhà 004, đường Đinh Bộ Lĩnh, tổ 20, phường Lào Cai. Tại đây, chị T bị chồng tấn công vào tay, chân và đầu khiến chị nằm gục tại chỗ. Sau khi gây án, MQT đã dùng hung khí tấn công liên tiếp vào gáy, định tự tử nhưng được mọi người can ngăn kịp thời. Tiếp đó, người này đi bộ về nhà, tiếp tục cầm hung khí tự tác động vào người mình. Người dân đã đưa cả hai vợ chồng anh T đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Vụ việc được Công an thành phố Lào Cai bàn giao cho Cơ quan Điều tra Quân sự Quân khu 2 thụ lý làm rõ. Được biết, anh MQT hiện là cán bộ biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, còn chị VTQT là giáo viên, đã công tác ở huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Vụ án người vợ đầu độc chồng và ba cháu bằng cyanua ở Đồng Nai, những tình tiết mới được hé lộ. Nguyễn Thị Hồng Bích, hung thủ trong vụ án đầu độc người thân bằng cyanua cho rằng bị anh và em gái ngăn cản chuyện chơi bời, bồ bịch nên đã bỏ cyanua vào nước ngọt, thuốc và đầu độc con của họ để trả thù. Theo một nguồn tin cho hay, vào ngày 15 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra Nguyễn Thị Hồng Bích, sinh năm 1986, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, về hành vi xuống tay với người khác. Sau 10 ngày bắt giam Nguyễn Thị Hồng Bích, 38 tuổi, Công an Đồng Nai tiếp tục lấy lời khai một số người liên quan để làm rõ hành vi, nguyên nhân và động cơ ra tay với chồng và ba người cháu bằng chất cực độc cyanua. Khai với cảnh sát, Bích thừa nhận ngoài việc đầu độc cháu T, cháu ruột 18 tuổi, đã xuất viện về nhà. Trong 8 tháng gần đây, còn dùng cyanua ra tay với chồng và hai người khác.
Qua đấu tranh, ban đầu Bích không trả lời bất cứ câu hỏi nào của điều tra viên. Tuy nhiên, khi cơ quan công an đưa ra những bằng chứng, tài liệu thu thập được tại hiện trường, Bích đã cúi đầu nhận tội và xin được hưởng khoan hồng của pháp luật. Bích với bộ mặt lạnh lùng, không chút e sợ khai rõ về quá trình đầu độc từng người như một kịch bản được chuẩn bị từ trước. Người đàn bà này khai, khoảng tháng 10 năm 2023, thấy chồng ham mê cờ bạc dẫn đến kinh tế gia đình khó khăn, khuyên mãi không nghe nên nảy sinh ý định xuống tay để khỏi bị làm phiền. Bà ta mua cyanua để vào chai, giấu trong nhà vệ sinh. Một ngày cuối tháng đó, người chồng đi làm nhưng để bịch thuốc tây đang uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ trong phòng ngủ. Bích lấy những viên con nhộng đổ hết thuốc ra ngoài, rồi cyanua vào trong, rồi để bịch thuốc vào chỗ cũ. Cô ta cũng bỏ ra ngoài để tránh bị phát hiện. Trưa cùng ngày, thấy chồng trên đường về nhà, Bích đi theo, dình xem anh có uống thuốc độc như kế hoạch không. Sau khi tận mắt thấy chồng đã uống thuốc, cô ta bỏ đi. Hai ngày sau, người chồng mất, Bích tung tin với người thân và hàng xóm là anh bị đột quỵ, rồi nhanh chóng đưa đi hỏa táng. Một thời gian ngắn sau khi chồng qua đời, Bích công khai quan hệ tình cảm với người đàn ông không nghề nghiệp ở địa phương. Túng thiếu tiền, Bích tìm đến nhà em gái út hỏi mượn nhưng bị từ chối vì không muốn chị lấy tiền nuôi bồ. Bích cho rằng em gái, anh trai ruột biết nhiều chuyện về mình, bồ Bích nên nảy sinh ý định giàn mặt. Canh lúc hai người này đi làm vắng nhà để con gái 7 tuổi và bé trai 12 tuổi ở với mình, Bích lấy cyanua bỏ vào nước ngọt rồi đưa cho hai cháu uống. Hai đứa trẻ qua đời vài ngày sau đó. Đến đầu tháng 6 năm 2024, Bích và chị dâu xảy ra cãi cọ, qua lại vì mỗi người có một ý sống trong gia đình. Bích cho rằng mình bị chị dâu chèn ép, trong khi anh trai lại dung túng cho vợ làm nhục mình nên lập tức nghĩ đến việc trả thù. Ngày 21 tháng 6 năm 2024, phát hiện con trai của chị dâu là NHBT, 18 tuổi, nổi nhiều mụn trên mặt nên Bích giả vờ nhẹ nhàng trò chuyện và nói rằng biết có toa thuốc chữa trị hiệu quả. Sau đó, Bích lập tức chạy ra hiệu thuốc mua mấy viên dạng con nhộng, mang đổ hết ruột đi rồi nhồi cyanua vào trong, đưa cho Tê uống. Sáng ngày 22 tháng 6, phát hiện Tê có biểu hiện lạ như khó thở, nôn ói, nhức đầu rồi ngất xỉu, cha mẹ đã lập tức đưa đến bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu. Sau khi nghe bệnh viện thông báo Tê bị nhiễm độc cyanua, người nhà họ hàng bên ngoại đã lên trình báo công an, đồng thời chỉ ra năm sự qua đời bất thường của gia đình Bích chỉ trong 8 tháng trước. Khi qua đời, những người này đều có cùng dấu hiệu triệu chứng đau đầu, khó thở, nôn ói, ngưng tim. Lúc này, Bích lập tức mang chai nhựa đựng cyanua ra nghĩa trang, đào hố chôn nhằm tránh bị phát hiện. Hiện, cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án. Chưa có công bố Bích có đồng phạm hay không, cyanua có nguồn gốc ở đâu. Tình tiết bất ngờ vụ tài xế ô tô hất cảnh sát giao thông lên nóc capo rồi bỏ chạy. Chiều ngày 15 tháng 7, trạm cảnh sát giao thông Quang Trung, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng cho biết, lái xe ô tô vi phạm giao thông húc cảnh sát giao thông lên nóc capo ô tô rồi bỏ chạy ở Hải Phòng đã ra đầu thú. Tài xế này được xác định là Hoàng Trung Hiếu, 35 tuổi, trú tại xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Trước đó, khoảng 14 giờ chiều ngày 14 tháng 7, tổ công tác thuộc trạm cảnh sát giao thông Quang Trung đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 10 đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 15A50883 vi phạm tín hiệu đèn giao thông qua đoạn địa bàn xã Quang Trung, huyện An Lão, liền ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy. Lúc này, một cán bộ của tổ công tác cảnh sát giao thông đang đứng phía trước đầu xe đã kịp thời phản ứng nhảy lên capo để tránh xảy ra tai nạn. Sau khi húc cảnh sát giao thông lên nắp capo, lái xe vẫn tiếp tục cho xe di chuyển qua cầu Tiên Cụ rồi rẽ vào đường nội đồng để đi tắt về gần nhà ở xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng. Về gần đến nhà, nam lái xe để xe lại bên đường làng, bỏ trốn sang địa bàn tỉnh Hải Dương. Ngay sau đó, tổ công tác thuộc trạm cảnh sát giao thông Quang Trung đã phối hợp với công an huyện Tiên Lãng, công an huyện An Lão tiến hành xác minh, làm rõ lái xe ô tô mang biển kiểm soát 15A50883 là Hoàng Trung Hiếu. Công an huyện An Lão đã kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích đối với lái xe Hiếu nhưng không phát hiện có nồng độ cồn và chất kích thích. Đáng nói, sau khi xác định tài xế vi phạm giao thông, hất cảnh sát giao thông lên nắp capo xe là Hoàng Trung Hiếu thì cơ quan công an cũng xác định tài xế này từng vi phạm giao thông trước đó. Cụ thể, vào ngày 9 tháng 2 năm 2024, trạm cảnh sát giao thông Quang Trung nhận được phản ánh của người dân vào hồi 17 giờ 11 phút ngày 7 tháng 2, chiều ngày 28 Tết, giữa lúc dòng phương tiện lưu thông qua cầu Tiên Cựu đang tấp nập, một người điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 15A50883 di chuyển ngược chiều trên cầu. Hành vi này khiến giao thông trên cầu Tiên Cựu ùn tắc. Tiến hành xác minh, trạm cảnh sát giao thông Quang Trung đã xác định người điều khiển phương tiện là Hoàng Trung Hiếu, trú tại xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng. Ngay sau đó, trạm cảnh sát giao thông Quang Trung đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Hoàng Trung Hiếu về hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều. Theo quy định tại điểm C, khoản 5, điều 5, Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ, hành vi này bị xử phạt 5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng. Thông tin về sức khỏe chiến sĩ cảnh sát giao thông bị tài xế Hiếu húc lên nắp capo ô tô và bỏ chạy, lãnh đạo trạm cảnh sát giao thông Quang Trung cho biết, chiến sĩ cảnh sát giao thông trên vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện.